Nó ăn con gà luôn hả? Trời ơi, nó me con gà là máu mổ phải không? Mổ xuống là nó chụp cái đầu gan cái xấu mình, nó ngốc lên tập nó lâu xuống ăn. Nguyên bạn nó ăn còn xương không? Rồi cái tình cờ bữa đó em mới cho ăn cái con gà nó vừa rớt xuống á. Em thọt cái tay xuống chụp con gà lại. Trời ơi, nó đẩy một cái bập nè, mấy ngày lâu rồi nè, mà nó còn lành nè, à, đây nè. Trời ơi, trời cái anh quay quay bên kia là hình như cái thẹo to lắm. Trời đây nè, không có nói, mình nghe cái tiếng ở dưới nói ông nuôi tôi lúc đầu ông cho ăn tôi ngon lắm, tôi mập mạp, bây giờ ông bỏ đói tôi cả năm nay không cho tôi ăn. Tôi không gài tôi me ông nè, ông mà lọt dưới đây ha là tôi ghĩa giò ông còn xương không tôi ăn. Nó ngốc rồi trời. Trời ơi. Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Hoàng Đệ miền Tây, bước lang thang Vlog, Hoàng Linh miền Tây và Phan Cường Vlog xin kính chào của chú chị cùng quý vị. Hiện tại hôm nay anh em cũng có mặt tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì ở đây là trước màn hình quý vị xem là một ngôi nhà rất là khang trang của một đại gia rất là trẻ tuổi của chú chị. Thì nghe nói đâu là không biết cái nguyên do gì mà anh này gấp rút là phóng sanh tất cả những cái con cá mà con gà của anh quý cô chú chị ha. Là nghe kể sơ sơ qua là trong ban thực hiện kể là anh này nằm mơ thấy những cái chú cá, nói chung là nghe nói thôi là nói da gà của chú chị, những chú cá mà anh nuôi cũng lâu rồi đòi lấy mạng của anh của chú chị. Không biết câu chuyện như thế nào thì mời của chú chị cùng theo chân anh em để đến cái câu chuyện của một đại gia miền vườn của chú chị ha. Dạ xin mời quý bà con ạ. Nghe nói mình cũng giỡn ốc rồi. Đúng rồi, mình để vô tìm hiểu xem quý bà con mình cùng tìm hiểu xem. Đúng là già thế. Chú nhà ơi. Chào anh. Chào anh. Sáng giờ mình có tác hầm cho anh. Cũng sẵn sàng đó anh cũng đang. Rồi em xin phép em với anh đi ra ngoài hầm ha. Rồi có gì ra ngoài anh chia sẻ câu chuyện với em ha. Mới nói câu chuyện nó quá rất là lạ luôn. Không biết như thế nào mà anh lại gấp rút mà phóng sanh cái đàn cá của mình còn thêm cái đàn gà nữa. Tại vì nói chung ra cái này thì mình nói thì cũng hơi tế nhị chút. Vì khi nói bà con ta không có tin gì tâm linh đó anh. Rồi người ta không thích. Còn như mình ở đây có làm sao mình tế nhị. Chứ anh thấy cơ ngơi em về không đẻ em đi nói dốc láo làm gì. Mình có đâu kiếm được chút đỉnh nào đâu mà nói dốc gì anh ha. Đúng rồi, mình đâu có được gì đâu. Chú chia sẻ cho bà con mình hiểu biết rồi để sau này những hoàn cảnh nào giống như mình đó. Người ta làm phóng canh cá từ thiện, đồ gà từ thiện đồ đó. Vậy là quay đầu hướng thiện ha. Dạ. Đó là cái hồ này nè. Dạ. Anh trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh trai? Anh năm nay tuổi Dậu, 43. 43 tuổi. Tuổi trong giấy thì ý lộn. Tuổi đời 42, tuổi trên giấy 43. Trẻ đẹp trai quá trời luôn nè. Đúng rồi. Em nghe kể là cái hầm này của mình là cá trong này tự nhiên đúng không? Nói chung tự nhiên cũng có mà em đem về nuôi cũng có. Nhưng mà sẵn ở đây anh em quay thì mình cũng nói cho anh em thật sự cái này là nói chia sẻ cho bà con mình cộng đồng trong và nước cho biết cái này mình thật sự chứ không phải là mình đi cô quy cô la gì. Tại vì ở đây á hồi trước á nếu để cãi là phải cãi từ đầu tới đuôi cho bà con mình hiểu. Hồi trước cái miếng đất của em này anh tính đi từ cái miếng này qua đó chỉ có 15 mét thôi, mà thường thường 15 mét hỏi dân làm vườn ta biết là múc ví dụ ngay cái mương giữa chỉ có 4 mét thôi đúng không? Mà kêu cái máy múc này vô không biết làm sao mà nó múc làm sao mà thành ra là cái hồ này 9 mét luôn, là bề ngang 9 mét anh. Bề ngang cái hồ 9 mét nhưng mà em nói cho anh nghe một cái máy múc gì đó mà nó múc cái hồ này cả nửa tháng mới xong cái hồ nè. Mà theo mà đúng bình thường rồi đúng không? Là anh múc vòng một ngày một 30 giây là xong cái hồ rồi rồi. Rồi nó múc cái đầu tiên cái máy múc nó vô nó múc xong rồi là em nói với anh múc được 5 gào là cái máy nó hư chầm bẹp. Máy mới đem về luôn mua 400-500 triệu. Rồi xong cái thằng chủ máy nó sao kỳ quá kỳ, cái máy tôi mới đem về mà sao nó mới hư. Rồi cái kêu thợ vô. Thợ vô nó sửa xong xuôi đời máy xong xuôi rồi cái thằng thợ tưởng nó xong nó bỏ đi về luôn xiên chứ. Ở đây múc chưa được 10 gào nữa cái là nó hư nữa. Nó điện nó chạy xuống. Là em nói với anh nó làm trong vòng gì đó hay là đúng trong vòng là gần nửa tháng gì đó là không có cho nó quậy banh chành cái hồ tôi trơn. Cái ở sớm tại cái miếng đất này đó không phải đất của ông bà để lại. Miếng đất này của nhỏ em nó mua anh em chia đó, anh hiểu không? Rồi em lại ở sau em không biết miếng đất như thế nào. Cái bà ở sớm nói chung cũng được.
bà nói trời ơi trời cưng ơi, tao thấy hôm rày nó múc ở đây mà nó chập bẹp vậy thì tao biết rồi, mà tại tao thấy mấy thằng này nó không tin gì đoan nó đạo chúa đó, rồi tao không nói. Bây giờ mày cứ thương mấy đó đó, mày nói nó cái lúc mà nó lên á, cái máy nó lên á là nó đụng cái miễu của người ta, cái miễu anh biết không, cái miễu với mấy sông á là nó đụng cái miễu banh chành luôn, mà nó không cúng giấy, nó không có làm gì hết trơn á, bởi vì hình thử cái múc không có được. Bà nói bây giờ á mày kêu nó đó lại sửa cái miễu lại rồi mua trái cây cúng giấy cho người ta đàng hoàng hết đi, bảo đảm mày làm múc sẽ được. Rồi mới nói cho mấy ảnh nghe, mấy ảnh nói bởi tôi thấy kỳ, cái máy tôi mới mua mà sao mà múc không được nó kỳ. Rồi ảnh mới đi mua trái cây, ảnh sửa làm trang đẹp đầy đủ cho ha, ảnh giấy ha, giấy xong 30 giây là tôi nói với ông ha, múc cái rẹt trong vòng là một ngày một rồi xong cái hồ luôn. Anh thấy ghê không? Rồi xong nữa, rồi cái em mới thấy cái hồ này bình thường mình để mình nghe lời người ta nuôi cá bọng đồ lắm, kiếm cá đồ ăn đó. Cái đợt mà đợt dịch anh biết cái gì, hai chồng tôi chạy ra lỗ tẻ ngoài á, nguyên nó bán cá chơi mình á, cá chơi con bằng giò cái thì cái con được con nó bán đâu 3.000 con, tôi quất đâu gần cả ngàn con cá chơi phi gì à. Ảnh thằng ơi, đầu tiên tôi mua thức ăn mình mua bao vậy đó ha, tôi dục xuống năng là bập ăn trong vòng đâu được là hình như là được 6 tháng năm gì đó, con nào cũng thấy lớn hết trơn. Cái quá trời nó ăn chịu không nổi, anh tính đi bao mấy trăm ngàn mà nó ăn củ đó rồi mà mình không có bán buôn nữa rồi là tiền đâu chịu nổi. Anh giờ cứ giàu quá anh lo cũng không nổi nữa, em mới không cho nó ăn, không cho nó ăn cỡ khoảng chừng 6-7 tháng sau cái em thấy bình thường rồi. Cái em mới nuôi gà, nuôi đâu 60 con gà. Rồi mỗi lần em cho gà ăn đó ha, là em nói với anh ha, con gà mà rớt xuống làm bập là không còn một cọng lông luôn, xương cũng không còn luôn. Nó ăn con gà luôn hả? Trời ơi, nó me con gà nó mổ phải không? Mổ xuống là nó chụp cái đầu gan cái xấu mình, nó ngóc lên bập lôi xuống ăn. Nguyên cái bạn nó ăn còn xương không? Rồi cái tình cờ cái bữa đó em mới cho ăn cái con gà nó vừa rớt xuống đó. Em thọt cái tay xuống chụp con gà lại. Trời ơi, để một cái bập nè, mấy gài lâu rồi nè mà nó còn lành nè, đây nè. Trời ơi trời, cái anh quay bên kia là hình như cái thẹo to lắm hả? Đây nè. Nó muốn hình tinh luôn đây nè. Giữ văn gì. Rồi xong cái bữa đó cái tối là em ngủ. Em ngủ cái em nằm trên bao ở dưới em đi ra ngoài hồ nè, sao con cá cái hồ mình sao mình thấy cá chơi nhỏ chừng ký ngoài 2 ký. Mình sao có con cá gì nó bự quá bự, mình tưởng nó có xấu không mà. Mình tưởng có xấu không mà. Trời ơi, cái sông của nó mình nghe cái tiếng ở dưới nó nói á, ông nuôi tôi lúc đầu ông cho ăn tôi ngon lắm, tôi mập mạp, bây giờ ông bỏ đói tôi cả năm nay không cho tôi ăn. Tôi không gài tôi me ông nè, ông mà lọt dưới đây ha là tôi ghĩa giò ông còn xương không tôi ăn. Nó ốc mà trời ơi, trời giữ cái trời, trời mà tôi hết hồn với tôi đâu dám nói vợ con tôi biết đâu. Nói vợ con biết rồi cái nó sợ nó không dám ra hè, hiểu không? Nhà cửa của mình ở đây. Mình nói của đó rồi cái vợ nó sợ nó không dám ra. Rồi tôi mới âm thầm tôi nói với ông anh đến rồi nè, anh kinh mà từ thiện hay là gì đó. Nói với ảnh. Rồi đó là nói tình trạng như vậy là mình không có nói cho ổng vấn đề mình tâm linh này nọ, sợ mấy cha không vào lê dám tát nữa, được cá bự nó ăn nữa. Rồi xong cái bữa đó ông xách cái máy là nguyên lực lượng kéo luôn mười mấy 20 người lại đút vô cái máy là 30 giây tắt không được luôn. Rồi bữa nay nè anh thấy anh quay cái máy rồi chập bẹp luôn, tắt không được luôn á. Bữa nay là cái lần thứ hai đặt máy nữa. Lần thứ hai đặt máy luôn. Bởi vì tôi kêu ông nói giờ muốn nếu ông tin thì ông mua trái cây gì ông cúng kiến đi, rồi ông mới tát được cái hồ này. Cái hồ này linh dữ lắm. Vậy hồi, là sáng giờ chưa cúng luôn hả? Ừ. Rồi hồi trước để em nói với anh nghe, rồi trước cái nhà em xây này, cái toilet của em đó là thằng hồ nó xây đó, là em đâu có biết đất này như thế nào. Không có sao nói vậy nghe, chứ không dốc láo, tại nhà cửa nó dốc láo làm gì. Là xây lên em nói với anh ha, nó xây là tường 20, nó xây là nó chán 3 kêu bằng gì người ta. Cái miếng gì mà chống thấm đó, chống thấm sơn chống thấm đó, nó làm đầy đủ hết trơn luôn. Với em nói với anh ấy, làm xong xuôi hết rồi là ấy nước xong nó xè ra vậy nè. Tới mấy thợ nó nói trời đó, tôi làm nghề mấy chục năm nay mà nghĩ sao của toilet mà tôi làm để đi xì vậy trời, mắc uy tín tôi hết trơn. Đầu nó sửa lại cũng như gan như luôn. Cái mình nhớ lại cái bà kia, bà nói trời mày cúng kiến đi, mày làm cái đó mà không cúng kiến cũng được. Rồi xong mua cúng kiến về, mấy ảnh mới chơi cái bê tông á, ảnh chơi lưới sắt bệnh hàng bao vòng cái lép hết nè. Rồi cái ép chặn dán ngoài đổ bê tông vô, đổ bê tông lên gần tới câu khoảng chừng gần 2 mét gì đó, vậy đó mới hết đó. Ông thấy ghê không? Rồi theo như cái lời kể anh như vậy là cái lúc mà từ lúc anh chưa là cái mảnh đất này ở, rồi đến khi anh là cái mảnh đất này ở, rồi anh có tin về những cái phần ta gọi là tâm linh không anh?
em nói với anh đó, em ngang lắm, em không tin trên thế gian này trừ khi em thấy chứng mắt em mới tin thôi. Rồi sau này em về em ở em gặp mấy tình thôi, những cái tình huống cái gì đó mình mới gom lại, mình hiểu không, gặp chuyện khay toilet, cái chuyện cá ở đây, rồi chuyện ông này cũng làm ở đây vòng vòng với cái máy múc ở đây. Dạ, chứ em mới tin đó. Chứ cái chuyện giấc mơ không, anh nói khơi khơi là nói thiệt với anh là không giờ em tin, tại cái tính em ngang lắm. Mà thật sự có làm sao em cãi vậy chứ, em không thêm mắm thêm muối gì. Thí dụ như anh làm này là em đâu có liên quan gì tới đâu, đúng không? Quay chủ yếu chia sẻ cho bà con biết, em cũng khuyên cho bà con thôi, từ đây tới giờ những gia đình nào có hồ nuôi cá, thí dụ mình nuôi á mà cảm thấy á cho ăn đầy đủ thì đừng nên nuôi. Dạ. Là mình có cái thu nhập mình bán được. Còn nếu cảm thấy mình nuôi chơi chơi mà mình thả xuống mà mình không có cho ăn này nọ đó ha, thì phiên bà con thôi bắt thả từ thiện hết đi. Nó tội lắm anh ơi. Em nói thiệt với anh ha, con cá chơi hầu em ha, em đem một thau cơm xuống vậy đó ha. Em đưa đút cái muỗng cơm em để em hạ để xuống chưa tới một nước thôi lại dưới nó hả họng bự như gian cá sao cá mập nó hả hả mà nó đợi nó hớt người ta vậy đó. Rồi lấy cái muỗng em gót vô con nào nó ăn nó no đầy bụng nó lội nó luôn hả? Cái con nào mà nó mà còn đói đó thì nó hả không để sẵn vậy nè. Yeah. Nó mình đứng côn múc vô vậy đó. Trời ơi, em nói với anh nói gian người ta mình vậy đó. Tại vì anh không có tiếp xúc mà anh không hiểu. Em tiếp xúc em mới hiểu nè. Em nghe anh nói nãy kể nãy là mà anh mơ thấy mà con cá mà nó nói gì như vậy mà em nghe mà nó thấy em giật sợ mình ngốc luôn á. Tại nó cắn nè, rồi cái mình mới tối về mới nằm trên bao. Cứ như là nó báo mộng cho mình biết vậy đó. Nó nói là tôi me ông dữ lắm rồi, ông bỏ đấu tôi ở đây cả năm trời, ông không cho tôi ăn. Gà của ông còn lại bao tụi con là hên á. Mấy là tôi dưới này, cái băng tôi dưới này là tôi tính ăn hết luôn đó. Cái băng tôi nó thì ớn đâu. Nó ghê lắm, bị gan người ta mà vậy đó. Dạ. Cái băng nhóm nó nói làm bị gan mà ngoài đời mình vậy đó. Là lúc anh thấy đó là anh thấy là cái hình dưới trong giấc mơ là cái hình dạng là con cá hay là một cái hình dạng khác? Hình dạng con cá mà cái tiếng nói là cái tiếng nói là cái người nói. Anh dạ. Hiểu không? Nó vọng vọng lên vậy đó. Chứ không phải là con cá nó mở miệng ra nói chuyện mình, nó đó là nhiều khi mình có sao nói vậy. Dạ. Mình nói của đó không khác mà nó dốc. Có nghĩa là con cá nó nổi chà bá nó bự bằng phân nửa khoảng chừng chiều dài khoảng chừng 20 mét, bề ngang nó có khoảng 3 mét gì đó, lú trong lục bình đó rồi nó nổi phì phì lên này mình sợ cái xấu này nọ đó, mình sợ đi cái tự nhiên ở đâu ở dưới cái tiếng nói vọng vọng lên nói tôi me không tôi canh ông xuống đây nè tôi hơi là tôi ăn không cái này luôn, ông đút cái giò thử đi cái ông còn xương không. Trời ơi trời, tôi giờ tôi giật mình vì tôi nói bùa hám con vợ tôi nói ông làm gì nửa đêm ông ngủ mà ông giật mình cái gì. Tôi nói mình mới giấu nghe hôm ngủ không được, uống 3 cà phê đó ngủ không được, tại vì tôi uống trà đợn mà ít nào tôi uống cà phê đó. Rồi xong đó em nói với anh là sáng em xanh mặt mày chứ cái em nói năng gì chứ cái em mới đi xuống cái khu của cái nhóm bên anh Hoàng Đến này nè, cái mới nói tình hình mà không có dám nói mà mình thấy gì chứ, nói giờ em có hồ cho anh đó, mẹ nuôi cá không cho ăn mà con nào cũng 3-4 kg, 5 kg mà sợ mấy cha không dám lại tát nữa. Chứ nấu đó anh sao dám tát. Rồi cái anh nói thì được, để ở đây tôi lên tôi tát cho ông yên tâm đi. Rồi mấy ảnh mới qua bữa sau mấy ảnh mới đem cái máy lên. Cha con gì đò gì lực lượng đồng đạo gì kéo ở đây nè, lên đây nè. Tát lên một cái yêu cầu bơm lên cái bờ của người ta nó cứng thi ghê không. Mà tự nhiên nước đưa xuống một cái em nói với anh hay là nó sợ. Ào ào xuống giống như mà ai mà đẩy cái bờ xuống vậy đó. Rồi bờ của hổm mướn kia là nó đắp muốn chết được tốn mấy trăm ngàn đồng bạc. Rồi tôi nói khoan ngưng không được. Ông nói cái gì không được. Trời ơi, ông tát ở đây mình nó lỡ bờ đã chứ. Mấy trời ơi nước lỡ. Mà gì mà nó lỡ đó, không biết sao lỡ nữa. Cái mới kêu ông ngưng. Ngưng cái bữa nay lại thì sáng giờ là cũng cái máy mà cỡ khoảng chừng 40 lần à. Không thể có sao nói vậy, 40 lần hay. Không hồi nãy em mười mấy lần á. Hồi nãy em mới lại lấy thấy cái lên, ống nước lên tắt vậy. Đó, bây giờ tôi cũng không biết cái hồ này chừng nào xong nữa. Bây giờ mình mua dạ. Cái cây mình cúng đi, mình cúng. Đúng rồi đó. Nhưng bây giờ thử xem như thế nào thôi. Cái máy mình được có sự suôn sẻ không nè. Rồi thì em nghĩ là anh đến đi mua trái cây cúng đi anh đến. Đúng rồi, thì mua trái cây cúng đó chơi sớm giờ. Đó anh giật thử đây. Rồi bây giờ anh giật thử. Sớm giờ rồi nhiều lần lắm đó quý vị. Em thấy là hồi nãy sức cái ống không anh? Trời ơi em nói với anh sáng giờ có 20-30 lần ấy, cái máy đó đúng người ta đặt vô tôi quay cái nó chạy tè là cô mẹ nó rồi. Đó, chạy rồi. Không thấy đây chút xíu nè, chút xíu nó bị này bị kia nè. Không tắt nữa không? Rồi cái máy lại tắt nữa quý bà con ơi. Hồi sáng hồi nãy mới đến thì sửa cái ống này bể đây.
Rồi bây giờ là chắc cái ống bơm dưới bị gì nữa rồi. Bây giờ nè, gì nè, ông đến 1 đến 2. Làm gì hả? Thiệt chứ bạn gì? Trời ơi, trời ơi, đây người ta tát ra, người ta thả từ thiện mà ông đi thiệt cũng không bắt cá gì gia đình không ăn không có được cái trời. Có thả từ thiện không? Sao không có? Thả rồi, tôi giờ ông có thiệt đi đâu là đảng sai đi ông, đảng thiệt đi. Chứ anh em chú cháu ông lớn tuổi rồi, ông lẽ nhỏ rồi nói đây rồi chứ ta nói tôi này nọ nữa. Dám không? Thiệt, không thiệt, tôi nói nặng chút đây, cái này nè, tôi tát ra là cá nó ra đây để cho thả phóng sanh người tiện. Ông ở đây lớn tuổi không biết tu hành đi chơi, không biết cầm cái tiền thiệt tối ngày hoài. Nóng là chơi đó. Ông thiệt tự đẳng ra nha, ông ở đây là bích lòng đó, nó trước đó. Thả lại ra. Thả tốt quá trời, tốt rồi, sớm thì thiệt, cái đầy gỗ rồi. Thả nó tắt hoài cỡ mà. À, em gớt xuống là nó ăn không còn là xương ra xương thịt ra thịt luôn đó. Nó tát cái tay em nè, khi nó không tin. Em nuôi đâu là chiếc rồi em nuôi 100 mấy chục con mà giết là toàn giờ có 20 con mà em không dám thả ra ngoài này luôn, nhốt rồi lại lớn nhiều khi em muốn gà từ thiện mà không biết sao từ thiện, bây giờ cá mà từ thiện được con gà mà nó thả ra chắc cá là hết quá. Thường em bỏ thức ăn em bỏ đây, hiểu không? Anh thấy trên đó nó ăn rồi sợ nó dơ tội nghiệp, nó bỏ đây nè, nó ăn nó bu lại tới mấy con, nó bu lại nó rớt bột đây nữa, lụm ở đây nó hỏng, con kia nó rớt xuống em chụp cái tay lên nó làm bắp bắp nó hốt phòng dưới hết trơn. Bởi vì rồi em mới nhốt lại đây. Quá trời già đây, nhốt này hết nè, vô quanh đây con nó dài giờ đây như đánh chân này hả? Trên vô đánh chân luôn. Đang bây giờ còn lại có 20-30 con đó, em nuôi 100 mấy chục con đó. Gà gầm lai Mỹ không, gà này gà cũng mấy ông manh ở nước ngoài cũng gửi về mình cây giống á. Nó bây giờ chết nó ăn hết trơn, còn mấy chục con em nhốt đây luôn. Thôi giờ mà nó dán tốt ha. Gà em gà đổ và gà đá nè. Gà như nó muốn bệnh cho anh á. Muốn bệnh rồi, chứ thằng mình cũng muốn từ thiện anh, giờ mình không có cần cái tinh thần để nuôi đó. Thì giờ mình từ thiện không được, giờ nó chết sống sống thì sao giờ chứ mình đâu có biết được. Yeah. Anh mà có thấy cái nào có từ thiện gà được có chỉ em cho từ thiện luôn. Khó luôn rồi. Cho bà con của bác em đó. Nghĩ là gà từ thiện hơi khó đó. Cá thì mình còn thả xong mình phóng sanh được. Bởi vậy. Nó giờ không biết sao vậy mấy anh ơi, em cũng giờ muốn hướng thiện quá rồi, bây giờ mà gà dịch chuyện gì đây em cũng đầu, bây giờ muốn biết sao bỏ giờ. Nó dù có cách nào bỏ mà anh chỉ cho em từ thiện luôn á. Giờ này có mua nguồn đem lên cái núi nào mà còn gừng nhiều quá. Đúng rồi. Được. Có sợ nó sống không được. Thì nó sống cái phong thủy mình nó quen coi cái độ lạnh, độ nóng rồi đúng không? Giấy trình lên đó rồi cứ xíu lạnh không sao chịu nổi. Nó mang tội thêm. Mà bán thì mình không nỡ anh. Bán không nỡ. Bây giờ chuyện này để từ đây mình tính ra sao ha. Bây giờ chứ bây giờ chưa có biết được nào mà phóng sanh mấy gà ra chơi, gà chưa thấy ai phóng sanh gà luôn á. Không, cái này em nói thiệt đó, nếu mà có cách là phóng sanh em phóng sanh thiệt luôn, chứ không phải mà để mình nói xạo đâu. Dạ. Trời ơi, dưới hồ em thả tính ra là mấy ngàn con cá, nó mua mấy triệu bạc cho ăn, mà tính giờ đó giờ tính ra chẳng thấy 20-30 triệu tiền thức ăn. Mà bây giờ mình cũng không có bán buôn gì được, mình cũng không muốn ăn uống gì được luôn. Mình phải bắt buộc phải vậy sao giờ. Gà nó trưởng thành nó chơi, mình thả chung thống đá nhau ha. Không, hôm nay thì nó quen á, quen với anh em nó không mà dòng họ nó không, nó nguyên tăng dòng họ nó không á. Có một con mà có đổ ra vậy thôi. Dứt, có là bắt. Gom lại liền, hốt nó liền. Lấy cái gỗ úp thôi, đi lại đằng này nè, đừng lại đằng kia sâu bắt không được đâu. Kìa kìa, đây nè, đây nè. Kìa kìa, đó. Ừ, rồi dính đó. Dính rồi đó. Quá hay rồi. Không là nó bắt chân. Kìa kìa kìa, nó lướt kìa. Rồi, hắt lên, lấy cái gỗ ra hắt lên. Đâu, dính đâu, cá đâu? Cá đâu? Cá đâu? Giả lên.
hát lên bờ cái này, hát lên bờ á. Dính rồi, dính rồi, cá đâu dính hoài rồi đó. Rồi dính chưa? Rồi sẽ đứng ông Kiều ơi. Kìa kìa, sẽ đứng kìa. Không có, nó đi rồi. Đi mất tiêu rồi mà. Nó đi rồi mà, cãi không. Sao qua xịn được nổi. Kiểu này không được rồi. Kìa kìa, đúng rồi, kìa kìa. Úp lại, úp lại. Bây giờ bắt cá không dính vào chia phê giặt lộn đi. Còn nhiều nước mà xuống trước không ta? Mấy đứa nhỏ nó quằn ở đây hồi mấy con cá gom lên kia chứ hả? Ừ. Cho nó quằn đi. Ơi kìa không à. Quay đại đi, dài dài đi, khúc nào có cá cắt lấy. Đem đi gọng đi. Rồi bây giờ là mấy anh em đang chuẩn bị gắn lại cái ống, quý bà con chú anh chị. Rồi sớm giờ là bị trục chặt biết bao nhiêu lần, dù chủ nhà đã cúng kiến đồ này đỏ hết trơn rồi mà trục chặt quá trời trục chặt luôn. Thì bơm được nhiêu đây nè, là cái đó gọi là gì ta, tu hít hả? Tu hít bị hư rồi, còn mới đi hàng về luôn quý bà con cô chú anh chị. Đó bây giờ thành tu na luôn. Đó, bây giờ là gắn vô là hy vọng là sẽ bơm hết cái nước này rồi để chuyển tất cả những chú cá đi ra ngoài sông để phóng sanh ha. Nãy giờ thì máy hoạt động ok nha quý bà con. Thì đang bơm cho cạn cái số nước này thì bắt đầu mấy anh em bên hội từ thiện sẽ xuống bắt những chú cá này vận chuyển ra ngoài sông để phóng sanh. Đó, quý bà con có thể thấy là dưới này rất là nhiều cá dưới đây. Rồi. Máy lại gặp sự cố nữa quý bà con cô chú anh chị. Ủa dính cá quá bự á. Cá khủng, ôi cá khủng, cá khủng, gọi rồi. Ê, được. Ê, ê, không được, đưa cái gỗ, lấy cái gỗ. Rồi, rồi. Cái máy bị trục chặt hoài luôn quý bà con. Bơm chút thì nó gặp sự cố, bơm một chút gặp sự cố thôi. Quá trời, mấy đứa nhỏ bữa nay được một ngày vui chơi với gia đình sở thích luôn mấy bà con. Con nít bây giờ là lâu lâu mới được mà có dịp trải nghiệm lại như thế này. Chứ bây giờ đâu có ai tắt đìa như hồi xưa nữa đâu. Ít lắm. Chuyên gia đi bắt hôi. Khi mà bắt xong rồi mình nhào xuống bắt liền. Bởi vì mấy đứa nít giờ là gặp sình mê lắm. Cơ hội ngàn năm có một mà. Mặt đứa nào đứa nấy nè. Đâu mấy đứa quay mặt lại đây cho khán giả xem coi. Đó đẹp trai chưa. Ý cá chơi vàng đó. Cá chơi vàng, cá chơi vàng. Lên lên đây. Quá học chắc. Hả? Ừ, cái chơi vàng đó anh. Cái gì vàng đó, cái chúa đó. Đã cầm lên đây coi. Vuốt lên cho sạch thì mới thấy màu vàng. À, cái này cái chơi vàng. Để dưới đi, để dưới đi. À, cái chơi này nó gặp lỗi nè. Đây nè, cái chơi vàng mà con ơi. Được rồi, thả vô đi, thả vô đi. Cá đẹp quá hết ta. Được rồi. Cái gì hồng? Vàng. Cá chúa đó. Vàng vàng. Chúa nào một tay cầm hết. Đây thùng đi thả đi, đây thùng quá. Em đây thả đi, cảnh rồi. Rồi đi phóng sanh luôn. Con cá nó coi nhiều cảnh nhiều ký. Để ở đây. Được không? Nè. Rồi để nguyên luôn đi. Để vậy mà đi ra mới được. Cảnh xem nổi luôn kìa. Rồi ơi, bây giờ là mấy anh em sẽ đi xuống sông phóng sanh nha quý bà con. Để lâu quá. Ông nói với nó nghe kêu nó đừng có lội đây đặng. Được rồi kia. Rồi ngồi. Rồi ngồi xuống đi. Thả cái bự trước nè. Cái con cá bự nào phóng sanh. Thả bên trong này nè các bạn. Trong đây nè, không đây nè ông cảnh. Ừ. Thả trong mé đi cho vô mé trốn đi. Rồi, trốn đi. Thả được xíu bị được
Nó kể về do cái phần thuốc của nó thì kể nó đi. Nói chung là nguyên thùng thuốc đi anh cảnh đây. Không, không. Nó đang chờ nước chứ lắm rồi đó. À, rồi để vào. Ô, trời nguyên thùng nhiều lắm. Sáng chưa, hồi sớm giờ cũng nhiều chứ lắm. Sao không dặn dò chứ anh cảnh? Dặn dò mấy, à, mấy em đi đâu? Nó mừng nó chạy. Giờ nãy giờ thì Hoàng Linh quay cũng khá là dài, clip khá là dài rồi cô chú anh chị. Thì chắc lẽ là Linh dừng clip ở đây. Xin hẹn gặp lại quý bà con cô chú anh chị mình trong những clip sau trên kênh Hoàng Linh miền Tây ha.